Trời ơi, anh em ơi. Không chết lắm đâu mà cả, nhìn như con đồ chẳng cố luôn. Ui, phải không? Đấy, chất lượng của kiểu như là vùng cao nó gọi là không khí nó xuống tận đây rồi mọi người ạ. Đây. Ui, ơi. Phê chưa? Ui, cái cuồng tim kìa. Ui, trời trời trời. Gì đây, em phải đây. tạm phát vào quả tim này. Đây, thắng cố không bao giờ thiếu được những cái như thế này này. Lòng Đây ra. gọi là 3 mét lòng. À. Mời, Dạ dày này, gan này mà thôi. Bây giờ anh em mình sẽ sắp xếp để chén. Đây, lòng non. Ui, ui. Trắng nón nhỉ. Ui, ui. Ui. Anh ơi, cái đoạn đấy em lòng non này. Ký mình xin phép dùng tay một tí nhá. Ui, nóng nóng. Chết. Chết. Bây giờ anh em mình sẽ lên một chỗ đặc biệt để ăn nhá. Wow nhỉ. Mình lấy rể ra đây. Đây. Wow, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với miền đất vùng cao Ba Vì. Và đây là nồi thắng cố Ba Vì của anh em mình. Thật ra là nồi thắng cố luộc. Thắng cố luộc. Đấy, hẹn mọi người hôm sau sẽ nấu món thắng cố sau. Nhưng mà mọi người thấy hấp dẫn không? Hôm nay anh em mình cho hết vào luộc tại vì anh em mình chưa biết nấu thắng cố. Lần sau anh em mình sẽ học nấu thắng cố để ui. Đây, mình nấu cho mọi người xem nhá. Nếu mà nấu thắng cố lợn ấy thì anh em mình sẽ nhiều đấy hơn. Cả tim này. Mảnh đất Ba Vì đầy nắng và gió và nhiều lòng lợn mọi người ạ. Trai Ba Vì thì đẹp trai dễ thương, còn gái Ba Vì thì chưa biết tại vì mình bây giờ lâu lắm rồi không tán gái nên quên mất rồi. Đấy. Thôi. Quý. Đây. Ui. Anh chẹp đi. Không, mình sẽ tìm cho cái miếng lòng thật là ngon. Ui, chỗ này cũng ngon này. Nói chung là ui miếng nào cũng ngon. Một miếng. Ngon lắm mà mọi người. Béo. Ui. Dài đúng không? Dài. Đâu, tao thử xem nào dài không. Giòn. Ngon. Không biết gì. Đây, mình sẽ cho mọi người khám phá từ đầu cái nồi thắng cố Ba Vì của anh em mình nha. Thắng cố luộc. Thắng cố luộc. Tiếp theo, nhân vật tiếp theo sẽ là nhân vật gì đây? Nhân vật tiếp theo sẽ là một miếng trễ. Này, khách không mời. Bữa vận ra cho khác chơi. Đấy. Đây. Nhân vật. Anh em này kéo kia. Từ từ, nhân vật tiếp theo của chúng ta rất là nặng, thế nên là chúng ta phải dùng sự hỗ trợ. Từ này. Đây, nào mày chọn chỗ nào. Cứ tùy chọn em ạ. Đây. Chỗ này là vừa mồm nhất này. Cắt. Ui. Cắt. Ui. Trên vùng cao chưa chắc được thưởng thức như anh em mình đâu. Anh em mình là chơi nóng chơi cả lò luôn. Đấy, mày lấy cái đũa. Đấy. Mày chấm ít bột canh. À, con rồi. Mẹ mày, dám cho khác đi. Đấy, chấm vào đấy. Đấy, xác. Wow, mời tất cả mọi người nhá. Ăn là phải phá mồm mọi người ạ. Bỏng quá. Bỏng lắm à? Nó giòn. Thì em phải làm miếng ha. Mời tất cả mọi người nhá. Đây là miếng trễ đấy. Ui. Tuyệt vời. Quá khó. Tuyệt vời. Xuất sắc. À đây. Cái phần ngon tiếp theo đó là phần, đây là mọi người biết là phần gì không? Người ta gọi đây là chế. Tiếng Mường mình gọi là chế, đúng không? Đấy. Còn tiếng Kinh thì người ta đây là tiếng Mường gọi là chế, nhưng mà tiếng Kinh thì gọi là bím, đúng rồi. Bím. Lẩu bím. Thôi mình sẽ xẻo cái này ra nhá nào. Ấy, ruồi nó dám đến đây để đưa anh. Mình sẽ phẫu thuật cho chế này.
À, mày hay ăn phao câu mà đấy. Không. Phao câu đấy. Không ăn cái này đâu. Wow. Bẩn lắm. Bẩn, vớ vả vớ bẩn đây. Chú. Chế nó dọn. Ui. 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 Mày cho tao tí muối vào đây. Rồi. Tao ra làm mình chế nào. Cho em nào. Ừ. Cho em à. Ừ, ok. Cho em ăn mình chế. À, lắp muối vào đây. Đây là đoạn gần chế thôi. Mong đệ thích ăn phao câu. À, sẽ cho món đệ thích cái món phao câu này. Mà. Chế nó nhéo lắm. Chế nó nhéo lắm. Mao đệ không biết thưởng thức chế. Dài không? Dài, nhưng mà rất là ngon nhá. Nhưng mà hôm nay cái gì đấy? Dạ con. Phải không? Chuẩn luôn. Chuẩn luôn. Dạ con. Đây là phần dạ con nhá. Chuẩn luôn. Phải không? Ui giời. Đúng luôn, đây không phải dạ dày đâu nhá. Đây là dạ con. Từ từ. Đây, cho mày một miếng nhỏ không sợ dai. Cái này sợ dai đấy. Không dai đâu, giòn. Đấy thôi đấy. Đấy. Mỡ thì ăn nó sao? Ngấy không? Không ngấy. Không ngấy á? Không. Mình sẽ thử miếng mỡ nhá. Mà mỡ mà sẽ không ngấy. Không ngấy mà. Nghe có vẻ điêu điêu. À. Nhưng mà đây là mỡ lá nhá mọi người nhá. Đây, miếng mỡ nó đây. Đấy. À. À. Ngon phải không? Mềm mềm. Nó không hề ngấy tí nào nhá. Nó béo nhưng mà không ngấy. Và tiếp theo, sau cái miếng mỡ lá này, đó là một cái đây là đấy, cái kẹp của anh thôi. Đấy. Lá lách à? À. Đây là sau cái miếng mỡ lá này là đến cái lá lách. Đây. Đấy, toàn bộ em nó đây nhá. Đấy. Đây. Nào, cắt. Ui wow. Trời ơi. Ôi. Tuyệt vời không? Tuyệt vời không? Xoà. Nhỏ thôi, không mà lại phồng mồm. Còn ăn nhỏ thôi, còn nhiều miếng ngon lắm đấy. Ăn no mất là, tí nữa là mất miếng ngon đấy. Đấy. Ôi. Chấm. À. Ui dồi. Quái. Nào chấm. À. Ngon à. Nóng. Những cái gì nóng bỏng là rất là ngon. Những cô gái nóng bỏng cũng thế. Và tiếp theo, nhân vật tiếp theo là gì? Mao đệ thích ăn gì? Em thích ăn lòng chả. À, ok. À, cho 3 mét lòng chủ quán đây. Ok. 3 mét lòng đại gia đây. Đại gia ăn khẩu phần nào? Em ăn khẩu này. Đây, mời đại gia. Nào, đại gia có ăn theo kiểu em hoàng đế không? Mà đại gia có ăn theo kiểu hoàng đế ăn lòng không? Cái này lắm bỏng lắm. Nó đang nóng đấy, cắt đấy. Tưởng muốn ăn theo kiểu hoàng đế ăn lòng thì sẽ có phục vụ chân chính đấy. Ui dồi ôi, nó béo chưa? Ui dồi ôi, hai miếng. Ây à, tham thế. Đại gia cắt cho tiểu nhị xin. Ui dồi ôi. Nước. Nước này vào nước. Ngon mọi người. Nước. À, nước này mà lúc nãy mà cắn mà phọt một phát vào mồm nhớ. Mày lại cắt lên trên rồi. À. Thế này nó nhiều ngấn quá. Đấy, đưa tao cầm ở đây. Đây anh cắt đi. Đây. À, cắt đi. Chân yếu tay mềm. Nó dài anh ạ. Dài cái gì? Rồi. Đây là miếng lòng già nhé mọi người nhá. Nó đuôi được không? Chua chua. Ui, từ lúc quên đấy. Mày biết quên món gì không? À thôi tí nữa cứ thưởng thức cái này đã. Mời tất cả mọi người nhá. Cái món này là món để thích nhất này. Lòng già không ạ? À. Wow.
chuẩn với đồng đào luôn. Nó có tí thùm thùm. Ngon đi. Thêm miếng nữa đi. Sao? Sao? Giòn đúng không? Nó này dai. Nói chung là vẫn ngon. Nhưng mà ngon. Ừ. Bây giờ tiếp theo nó sẽ là phần đây. Cái phần mọi người sẽ nhiều người trông đợi. Đây là dạ dày. Bố anh biết phần nào ngon nhất? Cuống dạ dày. Đúng rồi. Đây. Nào đưa đây, anh cắt cho mày miếng cuống dạ dày. Đưa cái đây. Cuống dạ dày. Đây. Úi giời, giòn nữa. Ui. Ui ôi. Thôi, lặn nó tăm rồi. Đây. Đây. Bánh xe. Và đầu lòng xe điếu gọi bằng cụ. Đấy. Mình sẽ ui. Mình sẽ cũng thử một miếng. Đây này mọi người, nhìn cái đoạn là cuống của dạ dày này. Nhìn nút cái lòng xe điếu ấy mọi người. Đấy. Giòn không? Giòn đúng không? Nói chung là cái miếng này ấy, thì chỉ có một vài miếng. À, tao vẫn còn một cái cuống nữa đấy. Nhưng mà bây giờ phải mò, mày xem mò ở đâu. Mày mò ở đâu đi. Nó ở đâu đây, quanh đây thôi. Giòn giòn mà dai dai ăn sướng đấy. Tao vẫn còn một cái cuống nữa đấy. Cuống nữa? Ừ, cuống dài luôn đấy. Giòn, ngon thật sự luôn. Không, vậy cái cuống cơ. Đâu rồi cái cuống đâu rồi? Lấy cái muối to mới vớt được cái cuống đấy thì thôi. Hết giờ. Đây rồi. Đầy đủ hết tất cả bộ phận lòng nội tạng của con lợn nha mọi người nha. Thiếu cái gì không nhỉ? Không thiếu. Đấy. Cuống này là cuống van kim mà. Hình như thế. Còn một cái cuống nữa cơ. Không biết cuống gì. Một cái cuống nữa dài hơn cái cuống này. Nhưng mà cứ thử cái cuống này xem nào. Ôi, cuống ăn mặc lắm ớt đấy. Giòn lắm em ạ. Giòn thật sật trong mồm luôn mọi người. Nghe nó vui dài thôi rồi ạ. Trễ thì ngon nhưng mà ăn rồi giờ đợi phải thưởng thức hết những cái món khác á. Hôm nay nhiều món quá. Trường. Đây. Đây là cái đoạn lòng. Lòng ngon nhá. Đây, cắt bỏ hẳn cái đoạn này rồi. Mày ăn thử một miếng lòng rồi mày xem. Hết giờ luôn. Lòng gì đấy anh? Lòng này kiểu đoạn đầu lòng ấy. Cái lòng này nó trắng nhỉ? Wow. Nó trắng hơn cả bọn kia ấy. Cũng ngon nhưng mà hơi dai. Dai. Tiếp theo. Nhiều người trông đợi tiếp theo đó là hai đại ca này. Ui giời. Đừng có rơi nhá, rơi làm đấy lắm. Hai đại ca này là một là đại ca tim, hai đại ca phổi. Nhiều người cứ bảo là không nên ăn phổi nhưng mà mình cũng khá là thích ăn phổi đấy. Em không thích ăn phổi. Cũng khá là ngon. Đấy, không ăn phổi thì ăn tim. Đấy. Cắt cho mau đi miếng tim. Đầu tim ấy. Ui. Còn đang nặng quá cái này. Nào tay. Ui. Đấy. Tim. Ngọt lắm. Ngọt à? Ngọt. Ngọt chắc thế mình không cần chấm nữa. Ngọt. Nhưng mà đại cái trong cái bộ phận con lợn tim thì mình không thích lắm. Tại vì nó nạc. Nó chỉ dành cho chị con hay ăn cháo, ăn bột. Đấy, phổi này cũng ngon nhá. Mình sẽ làm một miếng phổi. Đây là phổi
lợn bản đấy, bản co ta. Bản co ta là bản gì? Bản co ta. Ngon co đông. Ngon. Quên mất. Từ lúc ăn ngon quên em ạ. Đây, mời em làm miếng mì tôm, rau nữa, rau mà nhúng vào đây, đấy, từ lúc ăn. Anh ơi, tới cái rau ăn đây. Đây. Rau kia nữa. Rau kia đi. Ôi, hơi xa. Đấy. Vụ hơi kém. Nào, chén nói em ơi, mì tôm không em? Từ đã. À, mình sẽ làm nửa gói mì tôm. Đây là phong cách ăn mì tôm mà. Thôi em ăn một góc mì tôm rồi. Đây, cho lên một góc. Đấy. Đấy. Ui, ăn nóng với ăn cay xui đấy, nó phải kiểu như xui buột ngọt lắm. Bây giờ má đây dạy mọi người ăn cách mì tôm gọi là ngon nhất của các loại ngon luôn. Mì tôm ăn các loại ngon kiểu gì, có cần trợ giúp không? Có đấy, cho rau sống vào, rau không được chín hẳn nha anh ơi. Rồi. Cho em ít lòng. Lòng nào? Lòng non. Lòng non à? Đấy gì? Đây. Cắt hả? Cắt à? Tưởng mày. Cắt nhỏ thôi. Đấy. Nhỏ phải to hơn đi chứ anh. Em có ăn cháo đâu. Ai biết được mày bảo cắt nhỏ. Rồi. Được không? Thêm cái lòng già. Lòng già, ok em. Rồi. Đây đây. Ui giời ơi, bỏng lắm em ơi. Cái gì cũng phải cẩn thận. Ôi. Ở đây chỉ ăn lòng già không ạ?